Đến ngay Trung tâm Hoa văn Thế giới để nghe tốt, nói chuẩn, sở hữu chứng chỉ HSK. Học tiếng Trung qua câu chuyện thành ngữ. Vọng mai chỉ khác, trong mơ đỡ khác. Thành ngữ cụ sự, vọng mai chỉ khở. Đông Hạ mô niên, Cao Cao 率领部队去讨伐张绣。东汉末年，曹操率领部队去讨伐张绣。东汉末年，曹操率领部队去讨伐张绣。Cuối thời Đông Hán, Tào Tháo dẫn quân đi đánh Trương Tú。天气热得出奇，骄阳似火，天上一丝云彩也没有。天气热得出奇，骄阳似火，天上一丝云彩也没有。天气热得出奇，骄阳似火，天上一丝云彩也没有。Thời tiết nóng cực kỳ, mặt trời nắng gắt như lửa, trên bầu trời không có lấy một gợn mây. 部队在弯弯曲曲的山道上行走。部队在弯弯曲曲的山道上行走。部队在弯弯曲曲的山道上行走。Đoàn quân đang đi trên những con đường núi quanh co. Lạng biên mi mi de su mu, hờ bị yang quang sai de quẩn thang de san shi, rang ren thâu bu guo qi lai. Lạng biên mi mi de su mu, hờ bị yang quang sai de quẩn thang de san shi, rang ren thâu bú guo qi lái. Liang biên mi mi de su mu, hờ bị yang quang sai de quẩn thang de san shi, rang ren thâu bú guo qi lái. Cây cối rậm rạp hai bên và những tảng núi đá nắng nóng dưới ánh mặt trời khiến con người ta cực kỳ khó thở. Đào lờ trung ngủ sư phân, sư binh de yi phu đô shi thâu lờ, 行军的速度也慢下来。到了中午时分，士兵的衣服都湿透了，行军的速度也慢下来。到了中午时分，士兵的衣服都湿透了，行军的速度也慢下来。Đến trưa, áo quân lính đã thấm ướt đẫm, tốc độ hành quân cũng dần chậm lại. 有几个体弱的士兵竟晕倒在路边。有几个体弱的士兵竟晕倒在路边。有几个体弱的士兵竟晕倒在路边。Có vài người lính yếu ớt đã ngất xỉu bên vệ đường. 曹操看行军的速度越来越慢。曹操看行军的速度越来越慢。曹操看行军的速度越来越慢。Tào Tháo thấy tốc độ hành quân ngày càng chậm. 担心贻误战机，心里很是着急。担心贻误战机，心里很是着急。担心贻误战机。心里很是着急。
lo lắng làm lỡ mất thời cơ chiến đấu, trong lòng vô cùng sốt ruột. 可是, 眼下几万人马, 连水都喝不上, 又怎么能加快速度呢? 可是, 眼下几万人马, 连水都喝不上, 又怎么能加快速度呢? 可是, 眼下几万人马, 连水都喝不上, 又怎么能加快速度呢? Nhưng trước mắt cả người lẫn ngựa đều không có nước để uống, thì làm sao có thể tăng tốc được? 曹操想来想去, 终于想出了一个好办法。 曹操想来想去, 终于想出了一个好办法。 曹操想来想去, 终于想出了一个好办法。 Tào Tháo nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách hay. 他大声地对士兵们说, 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 ông lớn tiếng nói với các binh sĩ. 大伙别着急, 告诉你们, 这个地方我曾经来过, 再往前走一段路, 就会看到一片很大的梅林。 大伙别着急, 告诉你们, 这个地方我曾经来过, 再往前走一段路, 就会看到一片很大的梅林。 大伙别着急, 告诉你们, 这个地方我曾经来过, 再往前走一段路, 就会看到一片很大的梅林。 Mọi người đừng sốt ruột, nói cho các ngươi biết, nơi này ta đã từng đi qua, đi thêm một đoạn đường nữa là có thể nhìn thấy một rừng mơ rất lớn. 那里的梅子很多, 吃起来又甜又酸, 非常解渴。 那里的梅子很多, 吃起来又甜又酸, 非常解渴。 那里的梅子很多, 吃起来又甜又酸, 非常解渴。 Nơi đó có rất nhiều mơ, ăn vào vừa ngọt vừa chua, cực kỳ giải khát. 士兵们听了曹操的话, 不由得想象梅子的酸味。 士兵们听了曹操的话, 不由得想象梅子的酸味。 士兵们听了曹操的话, 不由得想象梅子的酸味。 Đoàn binh sĩ nghe xong lời Tào Tháo nói, ai nấy đều tưởng tượng ra vị chua của mơ. 个个口水直流, 也就不觉得渴了。 个个口水直流, 也就不觉得渴了。 个个口水直流, 也就不觉得渴了。 Ai ai cũng đều ứa nước miếng, thế là cũng không còn cảm thấy khát nữa. 成语, 望梅止渴, 比喻用空想安慰自己或他人。 成语, 望梅止渴, 比喻用 空想安慰自己或他人。 成语,
望梅止渴，比喻用空想安慰自己或他人。Thành ngữ vọng mai chỉ khác là ý chỉ dùng những ảo tưởng để an ủi bản thân hoặc người khác. Sinh tử, từ mới. Mùa niên, cuối thời, những năm cuối. Cáo cáo, Tào Tháo. Xoài lĩnh, thống lĩnh, dẫn đầu. Bù tuệ, quân đội, binh sĩ. Trang siêu, Trương Tú. Chu chỉ, cực kỳ, vô cùng. Giao yang, nắng gắt. Yến thải, mây, án mây. Sù mù, cây cối. Giáng quang, ánh nắng. Quẩn thang, nóng hổi, nóng hầm hập. Sán sử, núi đá. Sư binh, binh lính, quân sĩ. Thâu, thẩm thấu, xuyên qua. Xính chuyên, hành quân. Xu tu, tốc độ. Yue lái yue, ngày càng. Tan xin, lo lắng. Yí wu, làm hỏng, làm lỡ. Trạng chi, thời cơ chiến đấu. Trao chỉ, sốt ruột, lo lắng. Yán xia, trước mắt. Gia khoai, tăng tốc. Trung yu, cuối cùng. Bàn phả, biện pháp. Đa sân, lớn tiếng. Đa hỏa, mọi người. Chẳng chinh, đã từng. Cao su, nói, báo cho. Mỹ lĩnh,
Mỹ Lĩnh, rừng mơ. Giải khở, giải khở, giải khát. Xiang xiang, xiang xiang, tưởng tượng. Xoan wei, xoan wei, vị chua. Chuyệ tờ, chuyệ tờ, cảm thấy. An wei, an wei, an ủi, xoa dịu. Wang mei zhi ke. Đông Hán mô niên, Cao Cao 率 领部队去讨伐张绣。天气热得出奇，骄阳似火，天上一丝云彩也没有。部队在弯弯曲曲的山道上行走，两边密密的树木和被阳光晒得滚烫的山石，让人透不过气来。到了中午时分，士兵的衣服都湿透了。行军的速度也慢下来，有几个体弱的士兵竟晕倒在路边。曹操看行军的速度越来越慢，担心贻误战机，心里很是着急。可是眼下几万人马连水都喝不上，又怎么能加快速度呢？曹操想来想去，终于想出了一个好办法。他大声地对士兵们说，大伙别着急，告诉你们，这个地方我曾经来过，再往前走一段路，就会看到一片很大的梅林，那里的梅子很多，吃起来又甜又酸，非常解渴。士兵们听了曹操的话，不由地想象梅子的酸味，个个口水直流，也就不觉得渴了。成语望梅止渴，比喻用空想安慰自己或他人。